lại rắc rối đây. Đâu, tôi đã bảo đi đi thì không muộn rồi. Dạ, yeah, đi lên chứ. Hả? Tôi đề nghị bà con hãy để những gánh cỏ này lại đã. Để lại là thế nào? Làm sao mà phải để lại đi chứ? Bởi của chúng tôi đến nay vẫn này mất, tại sao phải để lại nào? Chúng tôi quan trộm ăn cắp của ai mà phải để lại? Riêng ơi, Riêng, lên mà xem. Các bà ấy đang to tiếng với ông Văn kia kìa. Không khéo ông ấy lại làm to chuyện mất. Đứng khổ. Các bà trật tự đã. Không ai dám bảo các bà ăn trộm, ăn cắp. Nhưng những bó cỏ tròn trong những gánh bổi này là ở đâu ra? Thử hỏi những người không mót như các bà thì họ nghĩ sao? Dạ, nghĩ sao? Thế từ xưa đến giờ người ta vẫn mót thì sao? Bao nhiêu lần họp rồi mà nào các bà có nghe đâu? Giữ lại như thế là phải lắm anh Văn, thiệt là cái chung của hợp tác. Ôi giời, có vài cái cỏ lành đấy, không cho thì trả. Và gì cho ồn cả lên. Không, cái công tôi phát tôi cứ. Mấy bà này không nói được đâu. Sao lại thế? Phải giữ lại tất. Chẳng ai có quyền giữ của tôi. Đúng, cỏ khác thì mình mang về chứ. Xưa nay vẫn có. Chúng ta đi về đi. Về đi, bà đi về đi. Đánh về đi. Hãy để lại, rồi lát nữa cháu có ý kiến. Ăn cơm xong, chúng cháu sẽ bàn với anh ấy. Có cái gì mà còn phải bàn chứ. Cứ để đây, tối nay còn họp, rút kinh nghiệm, rồi gánh về sau bác ạ. Các bà, các bác cứ đi ăn cơm đã. Để ban chủ huy đội chúng tôi trao đổi các bà. Điên cơm kẻo muộn. Đâu có đấy. Có cái gì mà cứ về đi chín. Có chuyện ra. Thôi về đi. Thôi về về. Để lại cho xem vài cái cỏ bỏ lại cũng được. Bà Vãn ơi, thôi về thôi bà Vãn. Bà để lại, tối họp đã. Lũ trẻ còn bỏ đói ở nhà cái kìa. Tôi còn phải về nấu nướng cho chúng nó ăn. Thì các anh cứ họp đi, phổ biến thế nào tôi nghe thế mà. Của hợp tác không lấy như thế được. Tôi ăn trộm ăn cắp gì của ai? Các anh không có quyền gì mà bắt tôi. Bà có thể về nhưng gánh cỏ để lại đã. Ôi trời kìa. Ơi, ôi làng nước ơi, ôi bà con ơi, anh phó chủ nhiệm anh ấy đánh tôi. Quay lại xem chuyện gì đã nào. Ôi trời ơi, lại ăn cả. Ôi trời ơi, có vài cái cỏ làm gì mà cứ ngủ lú ngủ loa mà. Ôi các bà thấy em nghiêng rồi. Thật có ra gì không bà Vãn ơi. Câu chuyện đầu đuôi nó ra làm sao? Anh ấy cày anh là con ông nọ cháu bà kia, anh lại đẩy tôi ngã lăn ra. Ngã thế nào ấy chứ lệ, ai người ta đẩy người bà tôi á. Thôi anh Văn ạ, để cho bà ấy gánh về. Của chúng tôi bỏ lại kia kìa. Nãy bây giờ chúng tôi đã bỏ lại về rồi mà khổ quá thì cho bà không được. Một cánh cỏ không làm gì đâu, nhưng nó thành thói quen, sau này mới khó cho các bà. Ừ thì đấy, chúng tôi đã bảo dù có chết ngay ở đây cũng không ai giữ được của tôi. Cô bé thì cứ xé ra to. Thím ơi, thím cứ để lại. Đến đêm cháu gánh về cho thím gánh cỏ này. Nhất định cháu sẽ gánh về cho thím. Thím đừng làm ầm. Cháu khổ lắm. Thế mày sợ lắm mà. Không phải cháu sợ. Nhưng đội mình từ xưa đến giờ không có tai tiếng gì. Trời nó lên thở. Anh không ăn cơm à? Anh không đói.
làm sao thế Tuấn? Em buồn. Sao thế? Tại vì thế anh buồn. À, quên. Em đem ra cho anh cái gói này đây này. Hôm nay dỗ bác Hồng gái, bác Hồng trai, bảo em đem phần ra cho anh đấy. Tại sao anh lại không bình tĩnh, không làm chủ được mình? Anh muốn cho mọi việc tốt hơn, nhưng anh đã làm hỏng cả rồi. Những ngày sôi sục ở chiến trường, sao nhẹ nhõm là thế? Thật ra ở đội mình chỉ còn dăm ba bà tham lam hay vơ bổi bắt cái trong lúc cắt cói thôi. Đúng đấy anh ạ, còn ở những đội khác kẹt tấp, không trừ một ai, cá biệt còn có cả ban chỉ huy đội nữa đấy. Tại sao chúng ta không nghĩ phải tìm cách nào cho không còn một ai vơ bổi bắt cái nữa? Các đồng chí thấy đấy, vẫn còn hiện tượng đi muộn về sớm, làm ăn thì nhanh nhanh. Vấn đề hiện nay là năng suất cắt của ta còn thấp lắm. Nếu cứ đà này chỉ dăm 7 hecta là giỏi. Tôi không hiểu các đồng chí có sốt ruột không? Được như thế thì giỏi thật đấy. Sao lại nhận 15? Ấy, nhận nhiều mà làm ít, cói sẽ quá lứa, dược xuống. Người ta đi mót về, bán giá chợ đen, đắt gấp 5-6 lần đấy. Lại còn thế nữa. Thế các bạn cũng đồng tình với xã viên như thế à? Cũng khó lắm anh ạ. Thôi, đã nhận cắt 15 hecta rồi thì phải hoàn thành, không còn cách nào khác nữa đâu. Nói thì cái gì cũng dễ, người ta có làm hay không mới là chuyện khó. Ai không làm? Xã viên. Tôi thấy không phải tại xã viên đâu, mà chúng mình cả đấy. Mà làm thì ra làm, đừng vừa làm vừa đùa nó quen. Trong ban chỉ huy đội, ai vừa làm vừa đùa, cứ nói thẳng ra để rút kinh nghiệm. Là cứ ví dụ thế. Tôi đề nghị phải thẳng thắn, không nên mập mờ kiểu ấy, không ai chịu được đâu. Tôi hỏi các đồng chí, việc chở thuyền buổi chiều có phải là vừa làm vừa đùa không? Đã nói thì tôi nói một thề. Đồng chí Văn nói tôi vừa làm vừa đùa là không đúng. Đồng ý là tôi có khuyết điểm. Ở chỗ, đáng lẽ chỉ một người kéo, một người đẩy là vừa. Nhưng bùn lầy, cả bốn nó đều nhảy lên. Đã thế là còn cười. Cười đây không phải là đùa. Cười vì một chuyện riêng của chúng tôi. Đề nghị các đồng chí trật tự. Khi thấy thuyền chậm chành, tôi bảo hai cô ấy nhảy ra. Các cô ấy làm theo, nhưng không may thuyền ụp. Đấy, sự việc chỉ có thế. Không ngờ người ta cũng chấp nhận. Có bé xé ra to. Ai chấp nhận? Ai có bé xé ra to chuyện? Ai như thế nào thì người ta biết cả rồi. Thôi được, ta về họp với bà con đã. Tôi có khuyết điểm gì xin bà con cứ phê bình. Nhưng lao động thì phải ra năng suất, phải có tổ chức kỷ luật, không thể làm ăn theo cái kiểu này được đâu.
vẫn còn yếu lắm con ạ. Con đấy hả? Ừ. Mẹ chưa biết con đấy thôi. Chào bác, chào anh. Thầy cháu có đĩa cơm nếp khoai, bảo cháu mang sang. Thầy cháu là vẫn nhớ anh Văn nhà bác. Thích ăn cơm nếp khoai lang mật đấy mà. Ấy này, thôi, thôi. Nước hãy còn đầy. Để đến mai kia rồi. Thôi bác mặc cháu. Còn bé đến là ngoan nết. Con ạ. Cái riêng ấy mà, những năm mày vắng nhà, mẹ vui cũng là nhờ có nó đấy. Anh cũng to tuổi lắm rồi đấy. Sao cơ ạ? Chẳng rằng sao gì cả. Tôi đã 50 tuổi đầu rồi, mà vẫn chưa có tí cháu bé. Anh hứa với tôi thế nào, cái ngày anh đòi đi chiến trường ấy. Con mẹ già rồi, lại thương tật thế này, cô nào thèm để ý. Anh nói đến hay thôi. Thì phần anh cứ quyết đi. Anh đã biết thế nào mà vội quy tội cho con người ta. Chẳng biết lớn lên có thay đổi nhiều không, chứ ngày xưa là cô bướng lắm cơ đấy. Đã bướng lại còn thay khóc. Còn em ấy, em nhớ mãi cái hôm em chăn phải con trâu sứt mũi, bị nó lồng, không có anh bắt hộ ấy. Thì em không biết làm thế nào. Mẹ tôi vừa nhắc đến riêng nhiều lắm. Anh rõ thật. Nghe nói anh kể chuyện chiến trường hay lắm. Có gì đâu. Tối nay đội em họp, mời anh sang kể chuyện cho đội em nghe nhé. Thôi, bác cứ nghỉ thêm ngày nữa bác ạ. Tối nay anh nhớ sang kể chuyện cho đội em nghe đấy. Thôi, 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 đồng chí trật tự, trật tự. Xin giới thiệu với bà con. Buổi họp hôm nay của đội ta. Hôm nay không kể chuyện được nữa đâu, để buổi khác thôi, muộn rồi, họp đi. Thế thì các đồng chí thanh niên ta đâu, hát một bài đi. Chị Bình thì hát đi, hát đi. Đề nghị anh Văn hát một bài ạ. À. Đúng đây, anh Văn hát đi. Anh Văn hát một bài đi. Bài đấy, anh ra tay hát một bài nghe nào. Văn hát đi. Con đúng rồi. Xóa diệt Mỹ. Hát đi. Đúng rồi, đánh giặc giỏi thì hát cũng hay phải biết. Hát đi. Thì anh Văn hát một bài cho bà con chúng tôi nghe đi nào. Thì đôi trưởng của anh Văn hát đi. Đôi trưởng Văn hát nào. Xin báo cáo với bà con. Thành thật tôi hát không ra gì. Tại cho đồng chí Văn nợ đến hôm khác, để tranh thủ thời gian họp, tôi xin hát bài Quê ta vui mùa cói ạ. Thế thì đội trưởng có khéo không cơ chứ. Quê hương ta vui sao. Sáo gì đâu, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên.
chưa hết cơ à? Sao làm chậm thế? Từ sáng đến giờ chị Dương chưa ra đây bố trí lại người trẻ. Chưa anh ạ. Các cậu trẻ được gần chục tạ khoai tươi rồi đấy. Sót và lỏi nhiều lắm. Hôm qua cũng vậy. Này, các bạn ơi, thôi nhá. Đợi đội trưởng đến bố trí lại người trẻ để trả tiếp nhé. Đấy, đã bảo mà. Tội làm ở có xong đâu mà lại cứ nhanh nhanh nữa mà. Chào đồng chí đội trưởng. À, anh Hinh. Anh đã xuống thu mua cói đấy à? Thu mua gì đâu. Cậu mới bắt tham gia vào đoàn chỉ đạo của huyện về nắm tình hình sản xuất. Chà, cói của đội 1 năm nay lại nhất xá mất thôi. Chúng em còn nhiều thiếu sót lắm, không chắc bảo đảm chất lượng trên giao. tôi biết thế nào cô cũng lại nói thế. Những người anh hùng thì bao giờ cũng khiêm tốn và cũng rất đáng yêu. Cô Riêng này, tôi vừa mới ở chỗ ông phó chủ tịch. À, ông Hiệu, cậu của cô có nói là đội 1 năm nay có phó chủ nhiệm trẻ trực tiếp chỉ đạo. Hăng lắm phải không? Phó chủ nhiệm trẻ cùng với đội trưởng trẻ thì chuyến này nhất định rất to rồi cần gì. Được phân công về đây tôi phát hoảng lên. Chỉ sợ đội trưởng lại sửa cho anh em hồn mẻ này ngại quá. Ấy chết, sao anh lại nói thế? Tuấn anh nhớ sai thế. Gói các đồng chí năm nay đẹp lắm. Có việc gì đấy anh Văn? Từ sáng đến giờ chưa tìm được người kèm mấy cậu mới học trẻ phải không cô Diên? À vâng, anh cứ để đấy, lát nữa tôi sẽ lo. Cô xem thế nào, từ sáng trẻ gần chục tạ rồi đấy. Mời sư bác xin nước. Vâng, mời ông. Chả biết ông nào đến chết hết mấy bút phê hồng của nhà chùa đấy ông ạ. Láo, láo, hình cha nào láo quá, như thế là không được. À, chú Hinh. Chào bác ạ. Giỏi, giỏi, chú uống nước. Cháu lo có đội 1 năm nay hỏng quá. Để bác xem, chả biết Tây Văn làm ăn thế nào mà. Cơm, bà kén được cô con dâu nhất xã này đấy. Đã biết thế nào hả bà? Nó phá tôi. Thằng cha chỉ nặng hò hét, không làm được sản xuất. Hỏng, nó định làm tôi mất mặt ở huyện năm nay đấy. Chú có lửa cho tôi tí. Giỏi, giỏi, tinh vi quá. Uống nước các chú. Uống nước xong rồi ghi vào đây cho tôi. À, nhớ ghi vào các cột như mọi ngày ấy nhé. Vâng, các bà ấy đang làm. Nhưng mà chưa không học. Thế là bỏ đi bắt cô bắt cánh. Tôi cũng thế thôi. Ông là bọn ông tính giúp bọn tôi như thế tức là bao nhiêu xanh tất cả không? Cô uống nước đi, nhà đã thử sách thì rồi. Tôi liên lạc cho anh em 3, 12, 12,
Có thuốc cho mình xin một tiếng. Xem đấy. À, có đây. À, còn có 8 thôi. Cali 1 phản ánh đi. Đội trưởng đâu anh Văn? Tôi đến phản ánh thay. Còn cô ấy đi mượn thuyền. Cậu cũng hay bao biện gớm nhỉ. Hôm nay bao nhiêu? Báo cáo 103. Đảng có mặt đầy đủ. Đầy đủ là bao nhiêu mới được chứ? Đảng số của chúng tôi xuống bãi cói có 4. Đầy đủ chả nhẽ lại là 3 là 5. Nhà quân sự ăn nói cũng dứt khoát. Đảng 4, xong, đoàn. 39. Nhân lực được, khá. Tình hình. Báo cáo, khu vực 17 của chúng tôi nước rất to. Cói bột đã bắt đầu thối gốc. Chúng tôi đang tìm mọi cách để khắc phục. Nếu khó khăn quá, đề nghị xã chi viện cho mấy cái thuyền ạ. Thuyền à? Lắm chuyện. Trẻ, tình hình trẻ của các anh thế nào? Mấy hôm nay đã khá hơn, nhưng cói trẻ ra vẫn bị ùn. Chúng tôi đang định tổ chức cho trẻ ca đêm. Các anh trẻ cói bán cho nhà nước, hay là trẻ cói để đun đấy? Hỏng. Tôi đã bảo là khả năng các anh trẻ đến đâu thì cắt đến đấy. Các anh không nghe. Ban chỉ huy đội không nhất trí, các anh cũng phớt tỉnh. Đây này, các anh trình huyện về đội anh có mấy buổi, cũng biết anh làm ăn liều lĩnh như thế nào rồi. Bác ngồi đây thì biết sao được là chúng tôi không nhất trí. Thằng Văn gớm thật, cụ hiệu cái này thì... Đây, trên dưới người ta nhất trí cả với anh đây. Anh xem người ta nói gì đấy. Tôi không cần xem, mà cũng biết là đơn của những ai rồi. Ngoài đơn kiện của bà Vạn, ông Kháng, lại còn có cả của ông Toan, bị phạt 100 điểm vì hai đứa con ngày nào cũng lòng đi bắt cái. Đào bật cả tiêm cói. Cái chính là phải biết động viên người ta làm, thì ai mà chẳng hăng hái. Động viên những người trốn lao động, ăn cắp giờ, ăn cắp cói nhà nước thì tôi chịu. Làm ăn thế này thì có ai cói được không kia chứ. Trình độ cây riêng của hơn chú không? Thế sao mọi năm nó làm được êm thắm? Chú cứ thế mà làm có tốt không? Hỏng, chú làm thế này thì cói đội 1 năm nay loại hết. Cói này các đồng chí lấy ở đâu? Các đồng chí có biết gần tuần nay chúng tôi trẻ như thế nào không? Làm ăn, ngồi một chỗ phán bừa. Anh bảo ai phán bừa? Tôi không xuống, nhưng tôi biết anh hống hách, độc đoán, vô kế hoạch. Ấy, đề nghị bác Hằng cứ bình tĩnh đã. Còn đồng chí Văn, xin đừng vội kết luận như thế. Chúng tôi nói đây là nói có cơ sở, chứ không phải hồ đồ đâu. Đồng chí được huyện tăng cường về đây giúp đỡ chúng tôi đấy à? Thôi, thế là tôi biết tác phong làm việc của đồng chí rồi đấy. Nếu không còn việc gì nữa, xin phép đồng chí tôi về. Xin đồng chí lưu ý, giúp đỡ cho chúng tôi mấy cái thuyền. Chúng tôi không có thuyền cho anh đâu. Được, đội tôi sẽ giải quyết lấy. Anh cứ liệu đấy, anh sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc làm ăn bừa bãi. Thằng Tấn cói không phải là chuyện đùa bỡn, ngông cuồng. Ở chỗ khác tôi còn dám chịu trách nhiệm, thì về đây tôi không sợ bất cứ một lời đe dọa nào đâu. Anh Văn ơi, chỉ riêng em bảo đến nói với anh là chỉ mượn nó có mỗi cái thuyền thôi, còn để anh đề nghị với xã. Thôi chết rồi. Nghe cậu Hiệu nói em ức ghê lắm. Bảo chị riêng lãnh đạo giỏi thì chính chỗ cói lõi là chị riêng bố trí trẻ chứ ai. Sao anh không nói thẳng ra? À này, cậu biết nhà ai có thuyền, tối nay mình đi mượn. À, có đấy, để em đưa anh đi nhá.
Kìa cô vị, tình hình chuyển đến đâu rồi? Còn một chuyến nữa tôi ra chở nốt anh ạ. Cô Riêng đâu? Riêng nó về nhà rồi. Ông cụ vẫn bị mệt à? Vâng. Thôi, cô ra chở nốt đi rồi về nghỉ. Anh Văn này. Gì nữa? Riêng nó giận anh lắm đấy. Tôi cũng cảm thấy thế. Lúc nào anh gặp nó một tí. Gặp thì cũng được thôi. Nhưng cái kiểu làm ăn được chăng hay chớ, tôi không chịu được đâu. Đã nhu nhược lại còn bảo thủ. Thế mà xã bố trí cho anh về những đội kia, không hiểu anh làm ăn thế nào. Còn anh, tôi nói thật, anh thì cũng hay cứng nhắc lắm kia. Phải tình cảm với nó. Anh cũng yêu nó cơ mà. Chính vì yêu nên tôi càng không thể xuê xoa được. Cũng như đối với cái làng Lầm này. Đành rằng thế, nhưng ông cũng phải chiều nó một tí chứ. Nó có phải là bộ đội đâu. Khó thật. Cũng khó thật. Thôi được, để lúc nào thư thư xem cái đã cô vị nhé. Tôi làm một tay đố cô bắt kịp nhé. Được. Đoạn đấy. Nhanh đấy. Anh ơi. Kể chuyện chiến đấu đi, anh Văn ơi. Ôi giời, nay mai các cậu vào chiến trường phối chuyện hay. Mình kể ra cái gì? Em còn thiếu những 7 tháng nữa cơ. Nhưng em đang xin đi xung phong tình nguyện đấy anh Văn ạ. Này, xung phong đừng có nhớ U đòi về đấy nhá. Thầy con. Chúng tôi vào đây nhá. Vâng. Sao lại để coi vãi cho thế kia? Tay phải. Đấy, đấy, tốt rồi. Ở chiến trường, tuy đánh nhau ác liệt, nhưng hô một tiếng là cả đại đội xông lên ngay. Nó nguy hiểm nhưng dễ chỉ huy. Còn ở đây mỗi người một cách nghĩ, một cách làm, khó lắm. Tại anh chưa quen đi thôi. Thế bao giờ mới gọi là quen? Đúng rồi nè. Nhưng thôi, gì thì gì, chứ cánh ta cũng cứ phải lao vào mà làm. Không có thiệt mất nhiều cói, hạt bạc triệu đấy. Cẩn thận đấy cơ nhá. Ôi bàn ra, bình tĩnh nhá, bình tĩnh nhá. Quá, thôi được, cứ bình tĩnh. Làm cái gì mà cuống em thế? Thôi ngốc sẽ quay lại. Cứ bình tĩnh. Cậu cơ chạy vào ba lô của mình lấy cuộn băng ra đây, mau lên. Có sợ không Tuấn? Bình tĩnh nhá. Yên chí, bàn tay của cậu sẽ không việc gì đâu. Băng đây anh ạ. Chưa việc gì đâu, mới vào đầu ngón tay một tí thôi mà. Ra cậu thế nào ấy chứ, ra tới à, chỉ nhổ tí nước bọt ba xoa hay đập là khỏi ngay thôi mà. Đừng hỏng. Cho thế mới chừa cái bệnh chủ quan nhé. Thôi, các cậu về đi ngủ đi, tiếp tiếp được một lúc rồi đấy, để mình đưa Tuấn lên trạm xá. Thôi anh để chúng em đưa Tuấn đi cho anh ạ. Phải đấy anh ạ, không có anh mệt đấy. Không được đâu, có thể mình còn phải lên huyện cơ. Thôi các cậu về đi ngủ đi, đây ngủ đi. Bà mắt bà có trông thấy không? Có.
cái gì mà tôi phải trông thấy nào? Thế mà bà cứ làm ầm lên từ nãy đến giờ. Bà ơi, ăn ốc nói mò rồi, không trông thấy đừng có mà nói. Cẩn thận đấy bà Vãn ơi, khéo không có lại được các ông ủy bát mời lên chơi đấy. Các ông các bà còn bênh nhỉ? Phải rồi, thấy nhà hàng xóm các người bình chân như vậy, đã phải là chuyện các con của các người đâu, mà các người sốt hả? Bố! Tôi không ngờ bố lại tệ như thế. Mày nói gì thế con dành? Tối hôm qua tôi nói với bố thế nào mà bố lại đặt chuyện ra nói với bà Vãn? Tao nói gì? Nói gì à? Bố còn xui bà lu loa lên. Này, ai dạy mà nói láo như thế hả? Đục mất dạy. Chả ai dạy cả. Không ngờ bố đẻ tôi ra, bố sỉ nhục tôi, để cho bao nhiêu người người ta hiểu lầm Minh Văn. Mày thương nó lắm hả? Không thương, nhưng người ta tốt thì mình cũng không thấy xấu được. Đồ vô phúc, tốt hay xấu thì tao cũng là bố mày. Tôi nói không ăn thua gì đâu. Tối hôm nay đoàn thanh niên người ta họp, người ta sẽ đấu tranh với những người bịa chuyện ấy. Tao sợ gì? Đứa nào giỏi cứ đến đây nào. Đến lúc người ta đến thì còn ra cái gì nữa chứ. Lại còn vấn đề bắt ép bà con làm việc quá sức. Đồng chí có biết là đồng chí đã vi phạm luật lao động như thế nào không? Bắt người ta làm việc 15-16 tiếng đồng hồ một ngày thì làm gì mà chẳng xảy ra tai nạn kia chứ. Này, nhân dân đang có đơn yêu cầu đưa đồng chí ra tòa cái kìa. Báo cáo đồng chí, những việc đồng chí kể suốt từ nãy đến giờ tôi nghe như ở đâu. Chẳng lẽ từ đây xuống bãi có vài cây số mà lại xa đến thế kìa. Thôi được, xin đồng chí cứ điều tra kỹ rồi kết luận. Xin phép đồng chí cho tôi về. Này, tôi gọi đồng chí lên đây để đồng chí phê bình tôi đấy phải không? Tôi không hề nghĩ như thế. Nếu cần buổi khác tôi xin đến. Bây giờ sắp có dông, tôi phải về xem mấy đống héo già các cô đã vào cẩn thận chưa. Tôi về. Chào anh Hiệu. Chào anh Hiệu. Chào các anh. Anh Hiệu vừa làm việc với Lê Văn đấy à? Thế nào anh? Đã làm được gì đâu. Có cơn dông, phải cho cậu ấy về đội để xem lại việc vào đống. Anh Hiệu này, việc của cậu Văn nữa mà. Tôi thấy trách nhiệm của ủy ban mình là phải xem lại chứ. Tôi vừa gặp ban chỉ huy Cát Lý 1 thì sự việc nó lại khác, không như là anh cho tôi biết. Tôi nhất trí đấy, dù sao cũng phải tin là cậu Văn nó không có ý định xấu. Mấy cái đơn kia tạm phải xem lại. Bác cho xin chữ ký ạ. Ấy, tôi đã về hẳn đâu. Mọi việc vẫn do bác Hiệu giải quyết đấy chứ. Nhưng ủy ban kế hoạch yêu cầu báo cáo này phải do chủ tịch ký ạ. Thôi cũng được, để tôi xem nhé. Vâng. Mai anh Tập trở lại trường rồi đấy. Vâng, chiều tôi mới đi anh ạ. Thôi, hôm nay ta hội ý giải quyết nốt mấy vấn đề này. Xin lỗi anh Quang, cho tôi nói nốt về vấn đề cậu Văn một tí. Vâng. Các anh không biết chứ, dạo này tôi thấy cậu Văn là hay phát bặt, cáu gắt lung tung. Tôi cho là do ảnh hưởng sức khỏe bị sút. Tôi đề nghị các anh cho cậu ấy nghỉ mấy ngày cho lại sức. Nghỉ à? Vâng. Đang mùa màng thế này để cậu nghỉ liệu có ảnh hưởng gì không? Kể ra thì cũng ảnh hưởng chút ít đến công việc của đội 1. Nhưng không sao anh ạ. Để cậu ấy nghỉ ngơi ít ngày anh Quang ạ. Tôi vừa về một tuần, thấy cậu ấy làm việc mà phát ngượng lên. Đến sức vóc mình lành lặn thế này, theo nó cũng khướt còn không kịp. Thôi được. Mai anh Hiệu trao đổi với cậu ấy. Vâng.
chú ý động viên cậu ta nhé. Vâng, vâng. Cậu nào đi tìm cái riêng và ban chỉ huy đội hộ mình với. Cậu này đi tìm anh Văn hộ tí nhé. Có chuyện gì mà ông phó chủ tịch xuống đội sớm thế hả ông? À, có gì đâu. Chúng trao đổi việc thường vụ, mời anh Văn về nghỉ mấy hôm. Ông phó chủ tịch cho anh Văn lại nghỉ hả ông? Ôi, không, các bà có gì mà ồn lên thế? Không hiểu, tại sao ông nhỉ? Nhưng mà à, xin phép bà con cho chúng tôi trao đổi công việc riêng với ban chỉ huy đội một chút nhé. À, chào đồng chí Văn. Thôi, tôi đang vội. Chỉ xin truyền đạt lại một việc thế này. Ngắn thôi. À, theo quyết định của thường vụ, đồng chí Lê Văn tạm nghỉ về nhà trong thời gian này. Mọi công việc ban chỉ huy đội sẽ tự giải quyết. Có gì khó khăn cứ báo cáo lên thường trực. Còn ai hỏi gì nữa không? Dạ cháu hỏi thế tại sao anh Văn là phải nghỉ ạ? Ấy, không phải là phải nghỉ, mà vì thấy đồng chí Lê Văn mệt quá. Ý các anh ấy và chúng tôi có bàn là để đồng chí Văn nghỉ ít hôm cho lại sức, thế thôi. Thế thì anh Văn tự nguyện không nghỉ có được không ạ? Ấy, không được. Đây là quyết định của thường vụ chứ không phải là của tôi. Thế nào, còn gì nữa không các đồng chí? Có lẽ thế thôi nhỉ, tôi cũng đang vội. Chào các đồng chí nhé. Thế bao giờ thì tôi phải về? Ý các anh ấy là ngay sáng nay. Cứ yên chí mà nghỉ, có gì mà... Này, chắc có chuyện gì chứ. Nếu chỉ vì anh Văn mệt thì việc gì thường vụ phải họp bàn quyết nghị ghê thế. Cả bốn người ta lên gặp thường vụ xem sao. Ôi, còn ai nữa mà gặp. Chủ tịch thì đi họp, phó bí thư đi bồi dưỡng, bí thư đi tham quan. À, nhưng dù sao cũng còn tổ đảng của chúng ta nữa chứ. Anh ạ, anh cứ ở đây đợi bóng về xem sao đã. Mình phải chấp hành thôi. Chỉ buồn là đang lúc vất vả bận rộn nhất thì mình lại không được ở cùng với các bạn. Cô Riêng ơi, mai vào đây đã nào. Ta còn mấy việc cần bàn với nhau nữa. Anh chàng Lê Văn bị kỷ luật rồi. Có thế chứ. Anh Văn bị đình chỉ công tác rồi đấy các cô ạ. Sao thế ạ? Có lẽ thế thôi nhỉ. Các đồng chí chào bà con hộ tôi. Tôi chả xuống bãi nữa đâu.
các bạn đi làm đi chứ. Chưa mà nào, về đây cháu. Cháu ơi, chào chú đi con. Cháu ngoan quá. Ôi trời ơi, anh cháu đã về đấy à? Ôi trời ơi, trông anh đẹp ra bao nhiêu là bao nhiêu. Đã mà gặp anh ở ngoài đường, dễ thường bác không nhận được anh đấy. Mới ngày nào bé tí tẹo tẹo thế. Thế mà, mà phút chốc hơn 10 năm rồi còn gì. À, thế anh còn nhớ em Tảo nó không? Dạ. Nó vừa ra mặt trận hơn 3 tháng nay rồi mà nghe đâu lại được đi bên anh đại đội. Sao mà anh không thấy cái riêng nó sang cháu nhỉ? Cháu cũng biết rồi, à, chiều nó chào các cô, chào các bác. Kìa, anh Dương Sĩ Trường Sơn kể chuyện gì mà vui thế. Tôi xin giới thiệu với bà con, huyện vừa mới đưa về cho chúng ta một dũng sĩ. Dũng sĩ cấp ưu tú đấy. Hay quá. Suốt 10 năm ở chiến trường, đồng chí Lê Văn mang 7 vết thương trên người. Thế mà không lúc nào chịu rời vị trí chiến đấu của mình đâu. Ba ta có mấy cậu ưu tú vậy? À, như thế là ba đấy. À, còn Danh, sao bây giờ mới sang? Chị Văn. Thế nào, đã họp chưa? Dạ. Đã 9 giờ rồi mà đội trưởng vẫn còn đứng hát. Vẫn còn hát kìa. Mẹ cháu đâu? Mẹ cháu đi học rồi. Thế cậu có biết cái đội nó nhất xã đã từ 2 năm nay rồi không? Cô Tuân đi. Dạ. Mà cái cô đội trưởng hay hát ấy, nó đã từng đi báo cáo trên tỉnh đấy. Chính vì biết nên tôi thấy nó thế nào ạ? Thì ai dám bảo là những lá cờ đầu hiện nay không còn những vấn đề. Nhưng mặt nào nó khá, phải thấy cho rõ và phải công nhận cho nó chứ. Về địa phương, thấy công việc bề bộn, mà tôi thì cứ ăn không ngồi rồi mà ăn. Sốt ruột lắm rồi anh ạ. Ai bảo cậu thế? Cậu chẳng vẫn đi kể chuyện chiến trường cho các cuộc hội nghị của xã là gì. Có phải ai cũng làm được việc ấy đâu. Nhưng kể chuyện xong rồi, mọi người ai vào việc đấy. Còn tôi,
Thế chào chú ạ. Bố, con đã về. Thú thực với anh, đã đến lúc tôi cảm thấy điều này. Làm sao lại có thể bắt những người làm việc quần quật suốt ngày đêm phải lắng nghe, phải tôn trọng một kẻ nhàn rỗi. Xin canh cứ giao việc cụ thể cho tôi đã đề đạt nguyện vọng này nhiều lần rồi. Mình hiểu. Đồng chí nghĩ như thế là rất tốt, nhưng về phía địa phương vẫn phải đảm bảo chính sách chung chứ. Tôi không bao giờ nghĩ rằng trở về đây để đòi hỏi. Chính sách tốt nhất đối với tôi lúc này là được làm việc, được làm một xã viên như tất cả những người khác. Thôi được. Nào, thế đồng chí thấy công việc thì thích hợp cứ nói để bọn mình liệu. Dạ, việc gì tôi cũng xin nhận ạ. Nhưng nếu được đề đạt nguyện vọng, xin anh bố trí cho việc sản xuất ạ. Sản xuất à? Tốt lắm. Em anh bố cho bây giờ thế này. Bỏ ra, rách mất. Bố ơi, anh làm rách tay của con. Bỏ ra. Lại đánh nhau hả? Bỏ ra. Mẹ, có sao không con? Mẹ nằm nghe mẹ chăn trở mà ruột gan cứ nóng hôn hốt. Mẹ lo quá. Mẹ không ngủ hả mẹ? Mẹ thức quen rồi. Mẹ, con bị cảm đấy, để mẹ đi nấu cho bát cháo hành, con húp cho mát ruột nhá. Vâng, mẹ nấu cho con thấy xót ruột quá. Không nghỉ xuống đây làm gì con? Con xuống ngồi với mẹ. Mẹ lo cho con lắm được không mẹ? Mẹ nào mà chả lo cho con, nhưng con thì có mấy người biết thương mẹ. Con có chuyện gì với mẹ nào? Với mẹ thì con chả có chuyện gì đâu. Nhưng con cứ va chạm hết người này đến người khác, làm mẹ cứ nẫu cả ruột cả gan. Con biết làm thế nào được? Con ạ, mẹ xem mày còn yếu sức lắm, hay là nghỉ thêm ít ngày nữa
túng thì túng thật đấy, nhưng mẹ vẫn đủ sức làm để nuôi con. Vì lệ xã vẫn đảm bảo mọi chính sách đối với gia đình nhà ta kia mà. Thế con hỏi mẹ nhé, bây giờ con lại bảo mẹ vì việc hợp tác ở nhà mẹ vất vả nhiều rồi, đến lượt con phải chăm sóc mẹ, mẹ nghĩ sao nào? Có mà rời xả xuống đất, mày lại bảo mẹ ở nhà để ăn bám con à? Đấy, mẹ thấy chưa? Anh Văn ơi! Rõ thật tính mi nếp, ta bảo nấu cho con bát cháo hành để nó hút cho ra mồ hôi, thế nào lại quên này? Chẳng nhẽ vì quyền lợi của bà con mà các đồng chí phải đình chỉ công tác của tôi? Chả phải thế đâu anh Văn ạ. Để xem thế nào đã chứ. À, có phải hôm nọ anh gắt với ông Hiệu phải không? Cũng không hẳn thế. Hay là các đồng chí lại đi dựa vào ý kiến của ông phó chủ tịch lười biếng vô trách nhiệm ấy? Không, những người như ông ta phải chịu trách nhiệm trước đời sống quần chúng, trước đảng. Tôi mong có ý kiến rõ ràng của canh thường vụ lắm rồi. Chỉ cần canh hiểu cho là dù kỷ luật gì đi chăng nữa thì cũng phải để tôi tham gia lao động. Nếu không tôi xin canh trở lại chiến trường, trở lại quân đội thật đấy. Anh Văn, phải bình tĩnh chứ. Cậu cháu có nói thêm là do anh ấy mệt, nhưng người ta lại đồn ầm lên. Anh Văn thì phát ốm, còn chúng cháu không hiểu như thế nào. Tại sao lại thế ạ? À? Bác hiểu rồi. Người ta đồn là cậu Văn bị kỷ luật, phải đình chỉ công tác à? Vâng, thế không phải à? Ừ, có thế chứ. Khổ, thế mà anh ấy vật vã mấy ngày nay lại còn đòi trở lại quân đội đấy ạ. Lại còn thế nữa. Bây giờ Văn nó đang ở nhà, cháu lên tìm cậu ấy xuống hộ bác mới. Cháu chịu thôi. Sao? Cuống cả lên vì nó bị đình chỉ, bảo đi tìm thì lại... Thấy việc không đúng thì ban chỉ huy đội thắc mắc chứ. Còn riêng cô thì không? Giận nhau hả? Được, đã thế kỳ này phải cho cậu Văn đi đội khác. Đội nào ạ? Có thể là đội mới. Mà như thế thì đội 1 đồng ý chứ. Nhưng tại sao phải chuyển đi như thế ạ? À, vì làm việc với nhau không hợp chứ sao. Mà cũng có thể là do nguyện vọng của cậu ấy. Bằng cái xào sông cái cả rồi mà cứ như trẻ con. Bác cứ hỏi anh ấy xem tại ai. Đấy, bất cứ việc nhỏ đến đâu, thế cứ buông lời đại khái một tí là y như rằng cái sảy này cái ung. Nào, thế thôi nhé, đã hết thắc mắc chưa nào? Dạ. Nhưng cậu nghỉ mấy ngày rồi mà vẫn chưa lại người đâu. Cứ nghỉ thêm ít ngày nữa đi. Ấy chết, thật tình với anh, lúc làm ở dưới bãi còn thấy khỏe, về nhà lại yếu đi nhỉ. Trông cậu vất vả quá, bọn mình cũng nghĩ ngợi chứ. Cảm ơn anh. Anh ạ, căn bản là vì ta làm ăn còn luộm thuộm quá. Nói thật với anh, những năm ở chiến trường tôi cứ nghĩ xã mình nó phải thế nào rồi cơ. Ai ngờ. Sao? Cậu bảo ta làm ăn còn luộm thuộm lắm à? Đúng, có điều là chính những người làm ăn luộm thuộm ấy, trong suốt thời gian chống Mỹ vừa qua, họ đã hàng tháng trời trên mặt đường, đóng góp hàng vạn công bảo đảm giao thông. Chính họ đã nuôi chiến trường. Còn cung cách làm ăn, nó thâm căn cố đế rồi. Tất nhiên phải sửa một cách kiên quyết, nhưng cũng khó đấy. Cho nên phải nhìn cả hai mặt. Trong mỗi con người cũng thế. Ngay như bà Vãn, tuy thế bà ấy cũng là mẹ bộ đội, chẳng có công việc gì của xã mà vắng mặt bà ấy được đâu. Có ý định tốt chưa đủ, mình làm tốt cũng chưa đủ, mà còn phải làm cho mọi người nhận ra, đồng tình và cùng làm với mình. Cậu vừa vụ lại vừa hấp tấp đấy. Anh kìa, bác Quang đã sang chơi ạ. À, con không mời bác vào trong nhà uống nước con. Dạ. Thôi để anh em chúng tôi ngồi về này cho mát mà. Bưởi của nhà to quá. Vâng, ấy tôi chảy mấy quả để mang sang cho dì cháu. Để tôi vào bồ bưởi bác chơi ạ. À, thôi để anh em chúng tôi bỏ cũng được mà. Vâng, thế thì nhờ bác ạ. Vâng, xin vào.
À này, tí nữa con mời bác vào trong nhà uống nước nhá. Vâng ạ. Này, sớm muộn ta cũng phải khoanh vùng cải tạo, trồng lại cõi cậu. Vâng, tôi cũng đang nghĩ như thế anh ạ. Đáng lẽ cứ như thế này thì chỉ vài năm nữa là cõi của mình thoái hóa hết. Mà cung cách làm ăn như bây giờ thì đến một vụ cũng không thu hoạch xong, bỏ cõi dược chứ đừng nói thì đến hai vụ. Vấn đề hiện nay là năng suất. Năng suất cắt của mình thấp quá. Mình vừa đi tham quan về, năng suất của người ta gấp đôi mình. Vâng, đúng, đúng thế anh ạ. Ta làm ăn còn bỡn cợt nhanh nhang lắm. Mấy ngày nghỉ ở nhà vừa qua, tôi nghĩ ta còn có thể cải tiến kỹ thuật cắt. Vâng, vấn đề năng suất. Phải thí điểm một cách làm ăn có tổ chức, khắc phục nhiều thói quen tệ hại. Cải tiến kỹ thuật cắt như cậu vừa nói, để nâng cái năng suất lên. Bọn mình định thành lập một đội mới và giao việc này cho cậu đấy. Đang bí người, phải có một con chim đầu đàn. Vâng, các anh tín nhiệm tôi xin nhận ạ, đề nghị các anh giúp đỡ. Nhưng mà vẫn ông Hiệu chỉ đạo sản xuất, tôi thấy đảng ủy thiếu kiên quyết. Xin nói thật như thế. Thường vụ đã bàn rồi, nhưng không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Dù sao đồng chí ấy cũng là cán bộ cũ, phải giúp đỡ đồng chí ấy cho có trước có sau chứ. Chúng tôi không bao giờ dám quên ơn những người như ông Hiệu chỉ huy du kích hồi kháng chiến. Chúng tôi luôn luôn tôn trọng và học tập tinh thần chiến đấu của ông ấy. Nhưng ngày hôm nay, cùng cách làm ăn của ông như thế, theo tôi là làm hại đến uy tín của đảng, làm khổ bà con. Tôi là đảng viên, tôi phải đấu tranh. Đấu tranh những khuyết điểm của ông ấy chính là để bảo vệ cái quá khứ đẹp đẽ của ông ấy. Là có trước có sau đấy anh ạ. Đúng thôi, nhưng kiểu bật lên của cậu như thế có phải là đấu tranh với tình nghĩa đồng chí không? Thôi nhé, còn việc này nữa đây, vừa khó khăn lại vừa quan trọng, cậu có làm được không nào? Dạ, xin anh cứ nói ạ. Chiều nay cậu sang đội 1 gặp cô riêng. Để làm gì ạ? Để mình nói nốt đã. Cậu bảo với cô như thế này nhé, là vừa qua tôi có nóng nảy, cho nên có một đôi lần va chạm khiến cô giận tôi. Tôi hứa là sẽ sửa chữa để chúng ta hiểu nhau hơn. Sao? Thế nào? Dạ, xin hứa. Thế đi ngày chiều nay chứ, đem sang cho nó hộ tôi nhé. Thế đội ta là đội mấy anh đội trưởng ơi? Đội 14 ông ạ. Đội 14 là đội phép chứ anh? Phép là thế nào? Mà phải tiến lên chứ các cụ. Đúng thế, ông nhỉ? Đề nghị các nhóm kiểm tra lại liềm, dây, sắt, nước và số người. Có đấy không? Ai cầm chú đáo tả đấy chứ có. Các bác mang sổ chưa ạ? Hôm nay ta bị công ngay ở dưới đồng đấy. Này này ông bạn ơi, mời đứng lên ta đi đi thôi. Đúng 5 giờ ta xuống đồng các bác nhé. Chờ tao lấy quyển sổ cái đã nhé. Báo cáo chuyện phó tổ tôi còn thiếu bà Vãn. À, đi bà thì bao giờ báo cáo tổ tôi lại thiếu cả ông Kháng nữa, cái điều gì đó. Ý cháu như thế đấy. Sao đội 14 là đội mới thành lập, sẽ gặp nhiều khó khăn, nên cháu chỉ đồng ý đưa thím Vãn sang. Còn ông Kháng thì thôi, cứ để lại đội cháu, không nên... Ngu! Mày ngu lắm cháu ạ. Cháu hiểu rồi, cậu chả nên... Chả bên em gì? Cái đồ trứng cứ đòi khôn hơn vịt. Thôi, mặc mặt, tao không biết. Ông, ngày hôm nay ta làm khá thế chứ ông nhỉ? À, ta có cái trẻ tốt lắm. À, anh Văn đây rồi, em tìm anh mãi. Thế nào, tay có còn bắn súng được không? Bắn tốt đi chứ ạ, có thế em mới xuống bãi.
ông đưa con mượn. Đấy, anh xem. Chỉ vài hôm nữa cho khỏe hẳn rồi lại xuống bãi Tuấn ạ. Ừ, em chẳng cần nghỉ nữa đâu. Chán lắm. Em đi làm ngay với anh cho vui thôi. Tuấn vẫn ở bên đội 1, còn mình sang đội này mới thành lập. Đội 1 còn khối người. Em ở bên này thôi anh ạ. Xã người ta phân bổ rồi cháu ạ. Ở đây thế nào được? Em cứ ở đây. Nói với xã như thế nào mặc anh. Em sang chỗ trẻ đây. Tuấn ơi, ra chỗ chuyển vậy. Dạ. Cô Hương ơi. 50 đồng. Anh. Kết quả ngày nay thế nào? Chưa tính kỹ anh ạ. Nhưng chỉ độ 12-13 xanh một người thôi. 13 xanh. Hôm đầu 21 xanh. Hôm thứ hai 19. Hôm nay thì như thế. Vì sao nhỉ? À. Vâng. Có lẽ tại lối cắt mới đấy. Cách này nhanh gấp đôi. Nếu quen rồi thì có thể nhanh gấp 3 anh ạ. Nhưng mỏi lắm. Đau như cả người. Nhiều bà kêu đau lưng nữa. Cũng có lý. Nhiều người đòi trở lại lối cắt cũ đấy. Ấy không được. Ta phải kiên quyết. Nó chỉ đau mấy hôm đầu thôi. Vượt qua được thì chắc ăn đấy. Cũng như người mới tập thể dục ấy mà. Vâng, em cũng nghĩ thế nên vẫn động viên các bà ấy. Mặt khác ta phải chú ý đến khâu ăn uống. Tôi thấy cơm hôm qua còn thừa nhiều lắm. Với lại phải đảm bảo giờ nghỉ cho tốt. Không có việc gì các cậu thức cũng khuya lắm cơ. Thôi cô nói đi cô Minh thế nhé. Vâng. Ôi trời ơi, đứa nào đây? À, cháu bắt được bác rồi nhá. Bác không ngủ, bác đi bắt cái nhá. Tao đi kiếm giỏ cái cho cấp dưỡng ngày mai cải thiện bắt canh rau. Đêm tối sờ còn nghỉ, có về đi ngủ không? Tao mách cái mình cho bây giờ. Bác lên mất giỏ rồi mày. Tao thấy hai cái cơ mà, thì tìm cái khác. Ở đây rồi. Chán quá, mỗi ông cái mày. Hai đứa bắt chung mày. Tớ khổ lắm rồi. Người đâu mà tính với nết. Cậu bảo anh ấy yêu. Yêu gì mà lạ thế? Cậu muốn thế nào? Muốn ai cũng hay nhè như cậu á? Chỉ được cái giận dai thôi. Không bực làm sao được. Hễ tớ có định làm lành thì người ta lại gây sự. Hôm chuyển sang đội 14, mình thành thật bảo anh ấy. Thôi, ở lại đội 1 thôi anh Văn à. Anh ấy trả lời cụt ngủn. Sang đấy thôi, ở đây chán lắm. Chán là chán cái nỗi gì? Rồi không thèm ngó ngàng gì đến bên này nữa. Căn bản là không ngó gì đến cậu thôi. Cậu cứ nghĩ vớ vẩn thế. Có khi xa nhau ra đấy. Xa thì xa, mình cũng chả thiết. Cậu cứ nói ngang. Ông ấy đã vụng về khó khăn thế, thì khi tâm sự, cậu phải chủ động chứ. Tớ cũng phải hạng người. Thôi, từ nay cậu đừng nhắc gì đến chuyện này nữa. Có phải tay hình cho ông cụ nhà cậu mượn cái đài không? Mày làm gì đấy Tuấn? À,
Nói chung là cải thiện chất tươi. Nói với ai thế? Để lúc nào tao về tao mắt thầy xem thầy có dạy được mày không. Em làm gì mà không dạy được? Lăng xăng, đang ở đội này lại nhảy sang đội kia, lại ăn nói lấp lửng. Chị cứ về chị nói với thầy ấy, là nó không thích ở đội lạc hậu, nó thích sang đội tiên tiến. Xem thầy bảo sao nào. Ai bảo mày ăn nói mất dạy hả? Được gì mày phải cáu với nó nào. Gói đội 1 phơi được mấy nắng này tốt lắm đấy cô Riêng ạ. Liệu có được loại 1 không anh? Có thể được lắm. Chỉ sợ chủ của nó thờ ơ quá thôi. À, cô đã biết năng suất hôm qua của đội 14 chưa? Chưa. Cô nói thế, hôm qua đi phản ảnh làm gì mà chả biết. Tôi phản ảnh đầu tiên rồi về ngay. Năng suất bên ấy thế nào anh? Chắc phải khá lắm. Khá lắm. Từ 20 xanh xuống 13 xanh. Hôm nay lại nghỉ hàng chục người. Sao lại thế nhỉ? Còn sao nữa? Cứ cái kiểu anh hùng rơm định chơi trội. Cắt kỹ thuật cơ. Người ta đang cắt 3-4 quàng mới được một xanh. Bây giờ ông ấy cải tiến, bắt bà con giảm động tác thừa. Cắt một quang, chỉ một quang thôi là được một xanh. Thế chẳng chết, cùng cách ấy còn xuống. Vài hôm nữa là biết nhau ngay thế mà. Chẳng phải tại riêng anh ấy đâu. Một nhóm họ nghiên cứu ra đấy. Người đấy ra chính là Lạc Cụ Hồng. Tôi biết, họ đang thí nghiệm. Thôi ta cứ theo cái đạo ăn chắc phải không cô Riêng? Thôi tôi vội, xin phép anh. Làm gì mà Riêng này, tôi biết trong những ngày qua Riêng có nhiều suy nghĩ. Suy nghĩ nhiều chứ. Nhưng tôi cho là chưa được sâu sắc lắm đâu. Chắc anh muốn biết những suy nghĩ sâu sắc của tôi mà anh chờ gần 2 năm nay chứ gì. Có lẽ tôi phải nói thôi. Tôi sẽ nói 2 điều. Được, Riêng cứ nói đi. Tôi nghĩ là một người thu mua cói, nên anh biết cói nào loại 1, cói nào loại 2 một cách tinh tường. Chứ tôi hỏi thật anh, có bao giờ anh tự phân mình vào loại mấy không? Nếu anh biết nghĩ thì anh nên lấy cái đài đằng thầy tôi về. Để đấy nó sẽ mốc ra, chứ chẳng ai nghe đâu. Điều thứ hai, tôi đề nghị anh không nên nói xấu ai trước mặt người khác, nhất là trước mặt tôi. Thế là kết thúc rồi. Cẩn thận kẻo nhầm con số đấy. Vâng ạ. À, anh Quang, anh vào uống nước. Đội 14 hôm nay mới có hơn nửa ngày mà nó đã được 25 xanh rồi đấy anh ạ. Vâng, vâng, mấy ngày hôm nay nó khá lắm. Hôm nay nó chưa phản ánh anh ạ. Ta đi xuống dưới một tí anh đi. Để sáng mai, hôm nay sợ không kịp giờ phản ánh anh ạ. Mình uống đi nước. Một lúc thôi. Bây giờ mới có hơn 1 giờ, 4:30 các đội mới lên cơ mà. Vâng, cũng được. Đi anh đi. Các đội có đến bảo đợi tôi tí nhé. Vâng. Bao nhiêu xanh rồi các bà ơi? Hôm nay được 17 xanh không ạ? Hỏng, hỏng, sao chưa ăn thua.
đội 14 đã 25 xanh từ trưa rồi đấy. Kể đội ấy thì ai bì được. Đội làm sao nào? Có anh Lê Văn chứ sao? Hợp tác và có vài người như anh ấy thì chúng tôi đi nhờ đấy ạ. Cậu Văn nó làm cũng được đấy. Hồi đầu mình mất cảnh giác đi nghe thằng cha Hình. Chào anh Văn ạ. Chào các cháu. Chào các cháu. Thôi anh em lau nước rồi ta tranh thủ ta đi làm đi. Đang vào đống dở sao không vào nốt đi các ông ơi. À chúng tôi vừa mới nghỉ tay uống nước ạ. À. Xin nước của chúng tôi đã. Vâng, vâng, vâng. Có lẽ trời hôm nay mưa mất các ông ạ. Sao thế? Nói là trời thế này mà mưa. À mưa vì ông phó chủ tịch xuống bãi chứ sao. Chào cô Hồng. Chào hai ông. Chào cô Hồng. Hôm qua mấy ông nhà báo đã đến chụp ảnh cụ chưa đấy ạ? Thôi thôi, lần sau xin các ông miễn cho. Đừng bảo các ông ấy xuống nữa, chỉ làm khổ chúng tôi thôi. Cụ cứ còn sáng kiến cải tiến kỹ thuật nữa thì họ lại cứ xuống, chúng tôi bảo thế nào được. Làm ăn đã ra cái gì đâu. Anh Văn còn đang để ra bao nhiêu việc phải nghĩ kìa kìa. Thôi cụ làm việc nhé. Vâng, chào hai ông. Chào cụ ạ. Chào hai ông. Bà Bán ơi, gánh bổi của bà đâu rồi? Cái gánh bổi nào? Dạ thưa ông phó chủ tịch, cái gánh bổi nào cơ à? Gánh bổi để chiều đưa chân về. À, nói khí vô phép. Trước dăm bảy hào đồng bạc ngày công, tôi mới phải vơ quà vơ quáo chứ. Bây giờ chúng tôi đã nghĩ kỹ ra rồi ông phó ạ. 3-4 đồng một ngày công, có mà phải vạ. Có đói thì mới thèm thịt thèm xôi. Đã no cơm tẻ thì thôi mọi đàn ông phó à. Có phải không các bà? Ngày tới ngày chủ nhật là không ai ngoài anh Văn chúng tôi ra đâu nha. Chào cô. Chào cậu. Chào bác ạ. Chào bác, chào bác ạ. Chào cô. Cậu Văn lên là phải lắm anh ạ. Hôm qua năng suất của nó đã 46 xanh, gấp đôi đội 1. 4 đồng. Có dễ hơn đấy, đến 4 đồng rưỡi chứ chẳng chơi. Anh Quang này, tôi phải cho các đội xuống học tập. Học ngay tại chỗ anh ạ. Trên huyện các anh ấy biết tin này cũng mê lắm. Đúng thế nhỉ. Cậu Văn nó đã biết rút kinh nghiệm. Còn chúng ta cũng phải lấy đó mà kiểm điểm lại xem bọn mình có quan liêu bảo thủ không. Bà con đâu rồi Diêm? Về làng. Anh chị em thanh niên? Đi xem kịch. Ở đâu? Trên Hàn. Đã lâu chưa? Lâu. Các bạn vào đống như thế mà bỏ đi cả rồi à? Chúng tôi thì vẫn làm ăn lạc hậu. Ăn nói kiểu gì thế Diêm? Sắp mưa rồi đấy. Gọi xem còn ai vào đống lại đi. Không lại hỏng hàng tấn cói bây giờ. Cô Minh xong hết rồi anh ạ, tốt cả.
tốt lắm. Các bác, các đồng chí ạ, à, tôi biết các bác, các đồng chí rất là mệt, nhưng hiện nay bên đội 1 còn mấy đống vào chưa tốt lắm đâu. Tôi đề nghị chúng ta sang giúp một tay. Sẵn sàng giúp rồi. Mau lên các bạn ơi, mau lên. Ta đánh lại tất các bạn nhá, đánh lại tất cả. Quân đội mình đã ra cái rồi. Cô Diêm chạy ra bảo anh chị em một nửa sang đội 10, một nửa sang đội 12, cả hai đội còn mấy đống vào chưa tốt lắm đâu, mau lên. Con đội mau lên, mau lên. 10 người một đồng, nhanh lên. Phân tán ra. Phân tán ra. Đừng gió ra nữa, không kịp đâu. Không được đâu, đánh lại tất, kịp đây. Chết, mưa rồi, có hạt mưa rồi. Không, may ra chưa mưa. Lại trời. À, bắt được một đống rồi. Anh Văn, lấy cái đây phải chặn lên này. Ôi ơi, anh Văn. Các bác, các đồng chí ơi, ổn cả rồi, xong tất cả rồi phía. Về thôi anh Lê Văn ạ. Vâng, các bác, các đồng chí ơi, thế là ổn cả rồi. Nhanh lên. Anh Văn ơi, anh Văn ơi, về thôi. Vâng, về thôi anh Văn ạ. Về thôi anh Văn ơi. Vâng. Chắc lắm. Riêng ơi, xong cả rồi đấy mà. Em xem lại mấy cái dây trăng đã. Về thôi, nhanh lên, không có mưa to lại không kịp bây giờ. Đấy đã bảo mà, mưa to rồi. Thôi chú tạm vào đây đã, vào đây đã, mau lên. Bà tạm trong này đã anh Văn ạ. May quá, em cứ tưởng đến mất hết ý. Làm với anh. Mà lại còn ra cái điều giận người ta nữa cơ đấy. Em giận anh bao giờ? Có ảnh cứ lầm lầm lì lì ấy, ai hiểu được. Thật không? Em không biết. Cơn mưa ập đến, nhanh quá anh nhỉ. Mưa tháng 8. Tại ngay bây giờ ấy mà. Riêng này. Thank you.
mẹ tôi bảo. Mẹ tôi bảo mẹ tôi yêu riêng. Về đây. Về làm gì? Họp. Họp gì? Họp chuẩn bị nhân lực cải tạo bãi cói. Lúc khác họp không được à? Hẹn rồi. Còn mưa đấy mà. Thường chỉ mình anh đi cải tạo được bãi cói. Sẽ chẳng còn ý nghĩa nếu ngày hôm nay anh lẩn tránh, anh sống không xứng đáng.